bạn, đây là SX720 và đây là SX920. Về hình dáng bên ngoài thì hai cây đàn này không có gì khác biệt. Sự khác biệt sẽ đến từ các cái cổng kết nối. Với SX720 thì chúng ta có một cổng kết nối USB device và chúng ta có cổng layout stereo. Ở SX920 thì chúng ta có hai cổng kết nối USB device. Ngoài cái cổng layout stereo ra thì chúng ta có thêm một cổng nữa, đó là cổng sub out stereo. Và trên SX720 và 920 đều được trang bị thêm một nút assign enable nữa. Đây là nút thể hiện tính năng nhạc cụ. Và đặc biệt trên SX920 là cây đàn SX đầu tiên sử dụng Super Articulation 2. Tính năng này sẽ giúp cho cái tiếng đàn nó trở nên chi tiết hơn, phong phú hơn mà trước đây chỉ có trên những dòng đàn xây dựng cao cấp. Về cơ bản thì tính năng trên SX720 và 920 đều giống nhau. Đặc biệt thì trên 920 có thêm tính năng đó là Auto Humming và MIDI Audio Bluetooth. Một yếu tố nâng cấp đặc biệt nữa đó là về độ nhớ. Và như các bạn biết, trước đây SX700 thì chúng ta có một mở rộng là 400MB. Bây giờ SX720 nâng cấp lên 1GB. Và SX900 có bộ nhớ mở rộng là 1GB, thì bây giờ SX920 nâng cấp